Tết đến nơi rồi mà em vẫn chưa biết mua nick, mua vàng ở đâu giá tốt thì để Mị nói cho mà nghe. Anh em cần mua nick, mua vàng giá tốt thì anh em hãy truy cập ngay vào shopbimi.com của mình nhá. Hiện tại thì shop đã khuyến mại lạp thẻ cho anh em, chính là anh em sẽ lạp thẻ Viettel nhá. 100k anh em sẽ được 110k anh em ơi, 200k sẽ được 220k anh em nhá. Khuyến mại cực kỳ là hot cho anh em luôn. Ngoài ra hiện tại dịch vụ bán vàng đã nâng giá cho anh em là X5k anh em nhá. Với lại khuyến mại lạp thẻ nữa, đồng nghĩa với việc em sẽ mua được vàng với giá là X5k5 nhá. Ngoài ra tất cả các dịch vụ như là tìm đồ này, làm đệ, săn đệ tử đã giảm giá cho anh em thêm 30% nữa nha. Làm cực kỳ là nhanh luôn anh em ơi. Ngoài ra nick hiện tại thì đã giảm giá cho anh em thêm là 40% nhá. Nick 1 triệu bây giờ chỉ còn giá là 600k thôi anh em ơi, giảm trực tiếp rồi. Và bây giờ nick giảm giá cực kỳ là nhiều luôn cho anh em. Ngoài ra hiện tại nick sơ sinh đã cập nhật rất là nhiều đủ 8 server cho anh em luôn nhá. Hiện tại thì đồ giá rẻ 7 server cho anh em tha hồ lựa chọn luôn. Đó, đồ gì cũng có luôn anh em ơi. Dưới này thì vòng quay thì cập nhật liên tục và hai vòng quay như là gift code này, vòng quay bộ ngọc rồng thì rất dễ là trúng em nhá. Ngoài ra dưới Ram Doom thì có cực kỳ là nhiều để cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Dưới này mục đưa top thì anh em có thể nhận được những phần quà cực hấp dẫn cho anh em cuối tháng nha. Và anh em là có nhu cầu thanh lý nick, thanh lý vàng thì em hãy liên hệ qua Zalo giúp mình 0364102093, gặp bé Minh 8 tuổi anh em nhá. Ok, và xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình vẫn là Bwin đây. Thì sau cái clip mà mình thử mua ngọc ở bên CM1 á, thì có nhiều anh em bảo mình là anh thử mua, gọi là mua ngọc ở bên CM8 thử xem. Đấy, em ơi, bực cả mình đấy, khổ. Ngày hôm nay thì mình sẽ thử mua ngọc ở bên CM8 nha. Tại vì là đổi, gọi là chuẩn ra là gọi là đổi vàng ra ngọc ở bên CM8 nhá. Thì bên CM8 thì anh em biết rồi, mua ngọc hoặc là mua vàng các thứ, với lại mua đồ á thì rất là khó. Thì ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ thử mua ngọc bên CM8 bằng vàng em nhá. Và vừa nãy thì mình có gọi là xem ở trên kênh thế giới á, thì thấy có mấy anh em gọi là đây bán ngọc đây. Đây có thanh niên này slot này, có slot ngọc X6.0. Tính ra X6.0 là nó có bằng giá bên CM1 đấy anh em nhỉ, cũng bằng giá bên CM1 đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng anh em tiến hành là đi anh em nhá. Đây mình sẽ đây. Ồ, anh em này vẫn có đi đây. Chắc lẻ à? Thôi bỏ đi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kết bạn với thanh niên kia xong thử mua anh em nhá. 2 4 6 8 9. 9 là mình còn hình như là 500 triệu đúng không? Còn 500 triệu đúng không? 2 2 4 6 8 9. Ừ đúng rồi, đây mình sẽ thử mua thanh niên này anh em nhá. Ui có thanh niên bronze gì đây, đây mình sẽ mua thử cho anh niên này nhá. Đây xả lốt slot cuối à. Ok, mua mua bạn này, mua bạn này, mua bạn này, xem xả xem bán thế nào đúng không anh em. Đó, xả à, bình thường là thanh niên này bán là 100 triệu là 60 ngọc. À, còn xả thì sẽ là 100 triệu được bao nhiêu nhỉ? 100 triệu sẽ là 200 triệu sẽ được 130 ngọc. Đấy. Ok, để chúng mình xem thử xem bán thế nào anh em nhá, xem xả xem thế nào. Nó chắc thế giới 2 ngọc rồi. À, chắc thế giới 10 ngọc rồi. Đúng không? 130 à? Ok, bây giờ mình sẽ ký 130 anh em nhá, xem thế nào. Ok, rồi ký rồi bạn ơi, ký rồi. Ok, nói chung là bên CM8 thì cái nick này của mình thì cũng rất là ít người biết thôi, đúng không anh em? Ok, mua chưa? Ồ, bán thật này, uy tín này. Ok, thánh à, cảm ơn. Ok, rồi, ok. Đó, ui, được một slot này anh em. Ngon, 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 ngon. Đó, thì là mình đã mua được gọi là 100, bao nhiêu nhỉ? 130 ngọc với giá 200 triệu vàng em ạ. Ok, rồi thì trong thời gian này thì mình sẽ gọi là tiến hành thử đi loanh quanh xem còn ai bán nữa không nha anh em. Từ từ mình bán cái thỏi vàng đi, bán một thỏi đi xong rồi mua cái tự động thẩm luyện để đi cho nhanh em ạ. Chuyển khu, đây mua một cái đây. Ok, mình sẽ bật lên để chuyển khu để kiếm mấy thanh niên gọi là bán ngọc nha anh em. Tại vì ở siêu thị đa số anh em nào bán ngọc thì hay đứng ở siêu thị này. Có một số gọi là khu chuẩn đó. Cô 34 xem nào, xem có thanh niên bắn ngọc không. Có anh em ạ. Giờ phải đi mò, tại vì là ít người bán ngọc bên CM8 lắm. Mà bán uy tín thì khó lắm, chả biết được. Cứ phải đi mò anh em ạ. Đi mò mấy khu này, biết đâu đúng không. Tôi kiếm được người mua ngọc đây. Vẫn là khu đấy à.
Từ từ để mình xem kênh thế giới xem còn ai bán ngọc nữa không nha anh em. Đợi xíu để mình kiếm xem còn ai bán ngọc không nha. Ok anh em, mình đã hy sinh, gọi là hy sinh 5 ngọc để đổi lấy, gọi là xem có thanh niên nào bán ngọc không anh em ạ. Đó, ok, rồi, đây thì thấy có mấy thanh niên gọi là chat với mình 500 ngọc mua không. Đây, nói chung là cứ bạn, các thứ. Còn cái thanh niên này tự nhiên gạ mình mua ngọc các thứ. Chả biết để làm cái gì. Đây, từ từ, đây. Mình sẽ mua của thanh niên này trước nhá. Tại vì thấy thanh niên chat lại với mình. Đây, mua ngọc bán này, mua ngọc. Đây, 100 triệu thanh niên này như bán được 65 ngọc đúng không? Đây, giờ thì mình kiểu làm vật thí nghiệm cho anh em, mua ngọc cho anh em ở BC 8 nhá. Đó, mình chỉ mua gọi là 100 triệu thôi. Đấy, 100 triệu thì không biết là có uy tín không, nhưng mà thôi cứ test tạm anh em nhá. 100 triệu cứ test tạm anh em nhá, cứ test tạm 100 triệu. Với lại là anh em lưu ý là trong cái clip này á, không có cái gì gọi là dàn dựng đâu nha anh em. Anh em này trái đất thì bán được trái đất, ok. Ok, ký bao nhiêu. Ok. Bao nhiêu. À, với lại là trong clip này á, nếu mà mình mua uy tín với người ta á, mà anh em thấy mà mình mua được uy tín á, mà anh em lại mua á, xong rồi anh em bị lừa á, thì chả liên quan gì đến mình đâu nha. Cho nên anh em lưu ý nhá. Ok, cái này anh em phải lưu ý hết sức cho mình á. Đây, thanh niên kia bán bao nhiêu nhỉ? 100 triệu được 60. Được bao nhiêu ngọc? Ký bao nhiêu? Bao nhiêu? Thanh niên không bảo ký bao nhiêu làm sao mình biết được đúng không? Đây là người thứ hai mà mình mua ngọc đấy anh em ạ. Người thứ hai ở BC 8. Ký bao nhiêu bạn ơi? Lắc ấy. 60 ngọc à? Adu Pro VIP. Kiểu tháng chưa gội đầu. Alo. Trời ơi, off luôn à? Ký bao nhiêu? 60 à? Ký bao nhiêu? Mình không biết là ký bao nhiêu á. Nếu mình ký nhầm thì biết làm sao đúng không? Ừ, ok, mình sẽ ký 60 ngọc em nha. Ok. Ký 60 ngọc. Ồ, sập rồi. Ok, rồi, mình sẽ ký lại em nha. Trời ơi. Dùng app này cũng bị sập anh em ạ, hơi lú. Ok, mình ký rồi, bây giờ mình sẽ qua chỗ bạn ý nhá. Đây, kiểu tháng chưa gội đầu. Ok, ký rồi bro, ký rồi, ok. Rồi, mình đã ký rồi anh em nhá. Rồi, bây giờ xem bạn này, xem có bán không. Ok, vẫn chưa thấy mua nha. Ok, ký rồi bro, ký rồi nha. Mua đi bạn. Okay, đừng nói là cái con này nó đánh bạn xong rồi bạn lại không mua nhá. Con này nó không liên quan đến mình đâu nha. Con ra ti thấy đâu ký rồi mà, xếp ký lại đi. Trời ơi, sao bạn nói câu này với mình, xếp ký đi. Ký rồi mà đúng không? Đó, kiểu nói này là với mình là mình mất một ngọc để ký lại nha, không có được như thế đâu nha. Ok, để ra này giết con ra ti này. Nghe có vẻ hơi thấp. Anh này nghe có vẻ uy tín đấy nhỉ. Nhưng mà mỗi tội hơi chậm. Nghe bạn xíu xem tình hình thế nào như nhá. Okay. Chốt lại là mình bị lừa pha này rồi nhé bạn. Lừa rồi. Thế nên là lừa mình rồi. Không mua anh em nhá. Đây. Lừa. Cay vãi chửa nghe bạn. Thôi. Đó. Hơi lú. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ gọi là tiến hành mua của thanh niên khác em nhá. Giờ sẽ mua của thanh niên khác đi. Lừa là hơi mệt đã. Ok. Rồi. Tiếp tục thì mình sẽ gọi là tiến hành làm gì nữa đây. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là mua ngọc tiếp nha anh em. Bây giờ sẽ lại thêm mất thêm 5 ngọc nữa ở chat thế giới để mua ngọc nha. Đấy, cái chat thế giới này rất là nguy hiểm nhá. Tại vì là mình không biết là ai uy tín đâu. Đó, kiểu ai gạ thế hấp dẫn thì mình chất sức mạnh thế ok thì mình mua thôi. Với lại anh em nếu mà mua thì nên mua nhỏ lẻ anh em nhá, đừng mua phát hết. Đó, sợ lừa cao lắm anh em ạ. Em lại xíu để check chat thế giới nhá. Ok, rồi, mình quyết định là thanh niên này từ lấy giờ hay nhắn với mình vãi trưởng luôn. Đó, có khả năng bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là qua bên thanh niên này nhá. Sẽ qua bên thanh niên này để giao dịch thử. Đó, thanh niên từ lấy giờ gọi là nhắn với mình không biết là có uy tín không.
ấy, nhưng mà kiểu khá là kiên trì, gọi là kiểu nhắn là mày có mua ngọc không, mua các thứ không. Từ lên giờ mình toàn từ chối rồi, nhưng mà lần này mình sẽ quyết định là mình giao dịch thì mua thử em nhá. Đó, xem thế nào. Đó, xem thanh niên kiên trì với mình xem có bán có uy tín không em nhá. Ok, anh em cùng đón xem nhá. Ok, 100 triệu đây. Ok, anh em trái đất này, cái găng 10 đây. Ok, mình sẽ giao dịch em nhá. Ok, giao dịch thành công em ơi, giao dịch thành công rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành ký nhá. Ký bao nhiêu? Ký 65 ngọc các bạn, 100 triệu được 65 ngọc. Ok, sẽ ký luôn anh em nhá. Ok, 65 ngọc. Ok, rồi, ok, ok. Đừng nói là ao nha. Ok, đã ký. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ đợi xem anh em có mua không nha anh em. Ok, xem nào. Anh em rất là kiên trì nhắn tin với mình, các thứ. Đấy, nhắn tin nói chung là dép kiểu mẹ nhanh luôn. Ok chưa? Nhưng mà không biết là mình ký rồi xem có mua cho mình không, thì nó lại là vấn đề khác em ạ. Ok nhá. Đừng bảo là không tìm thấy xong rồi cuối cùng lại không mua nha. Hơi mệt đấy. Đậu xanh lượn rồi. Úi, tưởng thế nào, trời ơi, ọp mẹ rồi. Hay là cái nghe đấy bị làm sao nhỉ? Để đợi một xíu nhá, mình đợi thử tầm vài phút xem có xuất hiện không nha anh em. Ok. Ok, thì sau gọi là vài phút chờ đợi đây, kết quả là thanh niên nửa 100 triệu vàng là cũng ấm tết đấy nhờ. Thôi, nói chung là vật thí nghiệm vi binh hôm nay gọi là cho anh em thấy rồi nhá. Đây, từ còn một thanh niên nốt này. Đây, từ chưa dừng được. Mình sẽ mua lốt của thanh niên anh em nhá. Mua lốt của thanh niên này. Ok. Đó. Mua lốt của thanh niên này xong rồi dừng clip sau. Đấy, vậy là người ta bảo quá ta mau bận mà. Mình thì quá mẹ rồi, quá 3 lần rồi. Lần này sẽ mua 100 triệu. Đấy, lần này thì mình sẽ mua lốt phát cuối 100 triệu vàng để mua thanh niên này em nhá. Để xem là có uy tín không. Đấy, chẳng lẽ em mua 400 triệu lại không được hai người uy tín thì hơi mệt đấy anh em nhỉ. Đấy, ok nhá. Bây giờ mình sẽ xem lốt anh em nhá. Ok, sẽ giao dịch này. Em bảo xíu. Ok, đây là đến bước giao dịch này anh em này. Sẽ giao dịch cho anh em là 100 triệu vàng nhá. Ok, mong là uy tín. Anh em bán bao nhiêu nhỉ? 100 triệu là được 60 ngọc. Ok, mình ký luôn, mình không phải hỏi đây em ạ. Tại vì là biết rồi. Ok, trời ơi. Thì như là những người nào mà uy tín á thì nó sẽ bị bật như này. Cay vãi chưởng. Ok, ký rồi nha anh em nhá. Ký rồi. Ok, rồi bây giờ sẽ xem nào. Thanh niên 50 tỷ xem có mua không. Ký rồi nha. Thanh niên thấy nhiều người qua phết. Không biết là phải bang của thanh niên này không, nhưng mà thấy đông phết. Ok, rồi, ổn rồi anh em ạ. Ok, rồi, xong. Rồi, ok. Ok, thanh. Rồi, nói chung là tóm lại là vật thí nghiệm với mình. Chốt lại là gọi là đây, mua của 4 người thì một người đồng, một người cuối là uy tín, còn hai người cuối cùng thì hai người ở giữa thì người lão em nhá. Buồn thực sự anh em ạ. Thôi, nói chung là cái nào cũng có cái vui cái buồn của nó hết anh em ạ. Rồi, chắc clip mình sẽ tạm dừng em nhá. Nếu mà cần mình thử test ở bên server nào thì comment phía dưới em nhá. Mình sẽ cố gắng để qua server của anh em để mình test em nhá. Ok, bye anh em và hẹn em trong thời gian sớm nhất nhá. Bye bye.